Xin kính chào quý bà con đến với video clip tiếp theo của Tin Cậy. Thì hôm nay Huy xin hướng dẫn cho bà con một cái sản phẩm cách sử dụng cái test clo trong nuôi trồng thủy sản. Thì Huy xin nói sơ về cái clo. Cái nồng độ clo là một cái chất có cái oxy hóa rất là mạnh. Nếu như mà clo mà nó dư thừa trong cái ao nuôi của mình, đặc biệt là khi mà cải tạo ao xong á, thì mình không có kiểm soát được cái lượng clo, không có đo được, mình thả giống xuống, nhưng mà thả tôm hoặc là cá xuống thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ gây chết và gây ngộ độc. Tại vì cái clo nó tác động rất mạnh đối với cái hệ thần kinh của cá, tác động nó có thể làm giảm oxy nè, rồi nó làm, nói chung là nó gây rất là độc đối với con tôm, con cá, đặc biệt là khi mà tôm cá mà đứa còn nhỏ nó không thể nào chịu đựng cái clo dư đâu. Trước khi mình thả nuôi thì mình, bà con mình nên kiểm tra cái hàm lượng clo của mình là nó không còn clo trong ao của mình nữa, hoàn toàn không còn clo, thì lúc đó mình hãy thả nuôi nha bà con. Thì do đó thì Huy xin giới thiệu và hướng dẫn cho bà con mình cái cách để mà kiểm tra cái hàm lượng clo dư ở trong ao của mình bằng cái test clo sera. Thì cái test này nó rất là đơn giản, sử dụng rất là nhỏ gọn và cho kết quả rất là chính xác. Cái test này á, thì cái hạn sử dụng của nó là khoảng 3 năm. Ở dưới đấy là nó có một cái thời gian sử dụng là tháng 4 2022, có nghĩa là tùy vào cái hộp, cái ngày sản xuất thì cái hạn sử dụng của nó là khoảng 2 tới 3 năm. Cái trọng lượng của cái hộp này á, là nó khoảng 70g, và cái kích thước á, là khoảng 9 x 4 x 13.5 cm. Bây giờ thì Huy xin mở hộp, khui hộp ra để giới thiệu cho bà con mình ở trong nó sẽ gồm những cái thành phần gì nha. Rồi bây giờ Huy sẽ tiến hành khui cái hộp này ra để cho bà con mình xem ở trong đây nó sẽ gồm những cái gì nha. Mở nắp ra. Đầu tiên thì nó sẽ gồm một cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh thôi, lúc nào nó cũng có. Thì bà con mình cũng yên tâm đi, khi mà mình bên Tin Cậy cung cấp cho bà con á, sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt cho bà con mình dễ dàng thực hiện nha. Thứ hai nữa là một cái lọ thủy tinh để mà mình lấy cái mẫu nước mình cần kiểm tra. Và nó chỉ thứ ba là một cái lọ thuốc thử clo. Rồi hết rồi, chỉ như đây thôi, nó rất là đơn giản. Rồi bây giờ để mà thực hiện thì mình sẽ làm tuần tự các bước như sau. Đầu tiên là mình sẽ lấy 20ml cái mẫu nước mà mình cần kiểm tra, 20ml nha. Trước khi mà mình sử dụng á, nếu mà mình đã đo nhiều lần rồi á, thì bà con mình nên rửa lại nhiều lần bằng nước để mà nó tránh cái những cái sai số, những kết quả sai số. Còn nếu mà như lần đầu mà Huy bắt đầu khui ra thì bà con không cần phải rửa. Và tiếp theo là mình sẽ lấy 20ml cái mẫu nước nha. Đây là nó có đánh số là từ 1, từ 2 tới 20 nè. Mình lấy ngang cái bạch này nha bà con. Mình sẽ lấy 20ml. Và cái nước này là Huy đã lấy ở một cái hồ ngẫu nhiên thôi, không phải là cái hồ nuôi thủy sản nha. Để mình chủ yếu là hướng dẫn cho bà con mình cái cách để mà biết cách thực hiện đo như thế nào cho đúng thôi. Mình sẽ lấy 20ml. Nếu mà mình quen rồi mình có thể dùng đông một lần luôn là 20ml, còn không á thì bà con mình cứ dùng cái ống đông như vậy, hoặc là những cái ống tim á như thế này. Rồi mình có thấy không? Ngay cái vạch 20 nè. Đó, ngay cái vạch này là được rồi nha, 20ml. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ khui cái hộp này và mình nhỏ 8 giọt thuốc thử. Do cái này mới nên là nó hơi khó mở. Và bà con mình trước khi mà mình nhỏ thì mình chích một cái lỗ. Ở đây nó có cái đầu nhọn nè, mình cứ chích. Tại vì khi sản xuất thì nó cũng tính cái đường này rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho 8 giọt thuốc thử kiểm tra clo này vào trong cái dung dịch này nha, mình đếm nha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8. Rồi, 8 giọt mình lắc đều lên. Mình sẽ đẩy cái nắp này lại. Rồi, mình sẽ tiến hành là mình lắc đều lên. Mình lắc khoảng 5-10 giây gì đó. Rồi, làm sao mình biết là nó có clo hay không? Thì Huy xin giải thích như sau. Nếu sau khi mà mình lắc xong nó không có phản ứng đổi màu, có nghĩa là nó hoàn toàn không có đổi màu, thì trong ao của mình không có hàm lượng clo, hoàn toàn là không. Lúc này là mình yên tâm, mình có thể tiến hành mình thả giống rồi. Mình yên tâm là không có clo trong ao của mình. Còn nếu như mà nó cái màu, cái mẫu nước này nó chuyển sang cái màu vàng nhạt, thì lúc này trong ao của mình cái hàm lượng clo là khoảng dưới 0,02mg trên lít. Còn nếu mà nó chuyển sang cái màu đỏ
thì mình lúc này cái hàm lượng clo trong ao của mình là nó sẽ trên 0,02 ml. Lúc này là cái hàm lượng clo cực kỳ độc luôn nha. Do đó như đây thì mình còn mình thấy nếu mà nó ra một cái màu không có chuyển sang cái màu gì hết á thì lúc này clo của mình là hoàn toàn không, thì bà con mình có thể yên tâm để mà thả giống. Lúc này thì hàm lượng clo trong ao không có và nó sẽ không gây hại đối với con tôm con cá nữa. Còn nếu như mà trong ao của mình mà cái hàm lượng clo mà nó cao đi thì bà con mình sẽ tìm những ở trên thị trường hiện nay thì có những cái loại thuốc có thể là bổ sung vào trong ao của mình để mà giảm hàm lượng clo. Còn nếu không á thì mình có thể tiến hành mình phơi ao thêm vài ngày nữa, tại vì cái tác dụng của clo thì nó sẽ khoảng khi mình phơi với ánh sáng mặt trời nó sẽ bốc hơi hết thôi, có nghĩa là clo nó sẽ bốc hơi hết nhưng mà nó tùy thuộc vào thời gian nữa. Do đó là mình nên để phơi ao vài ngày nữa, sau đó là mình đo lại cái hàm lượng clo này, nếu như nó hoàn toàn không có clo thì mình sẽ yên tâm mình thả giống. Và cái cách sử dụng nó cũng đơn giản như thế thôi. Và Huy hy vọng là qua cái clip này á thì Huy đã hướng dẫn được cho bà con mình có thể dễ dàng kiểm tra được cái hàm lượng clo trong ao của mình, đồng thời là sớm phát hiện được nếu như mà có cái clo dư á thì mình nên để vài ngày, đừng có thả giống liền, tại vì lúc này nếu mà thả giống á thì nó sẽ hoặc có thể nó gây ngộ độc cho tôm, tôm không thể nào chịu đâu, nó rất là sốc, nó chịu không nổi, do đó là tôm sẽ chết. Do đó là mình nên phơi, mình để một thời gian nữa vài hôm mình kiểm tra lại, nếu hoàn toàn không còn clo thì mình lúc đó mình sẽ yên tâm mình thả giống hơn. Và hy vọng rằng với cách làm này thì bà con mình có thể thả giống và đạt được cái tỷ lệ sống gần như là tuyệt đối. Và hy vọng rằng Huy đã giúp được cho bà con mình có thể dễ dàng thực hiện việc kiểm tra cái clo trong ao nuôi của mình. Và xin chúc bà con mình thực hiện đúng và có những cái vụ nuôi thật là thành công. Và cảm ơn quý bà con đã lắng nghe, và hy vọng là có những cái chia sẻ góp ý gì đó thì bà con mình cứ liên liên hệ với Tin Cậy. Tin Cậy không ngừng đáp ứng.